Rồi hôm nay chúng ta sẽ học hai tiết sau cùng của tuần thứ tư. Bài đầu tiên cô sẽ đi vào tìm hiểu với các con, đó là bài Cả dao dân ca, những câu hát về tình cảm gia đình. Mấy con mở sách giáo khoa ra trang 35. Một la mã là chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu chung. Chúng ta sẽ tìm hiểu khái niệm ca dao dân ca. Cô mời một bạn đọc cho cô chú thích sau sách giáo khoa trang 35. Cô mời bạn Dương Thị Mỹ Tiên lớp 7A5. Bạn Mỹ Tiên có không con? Dạ có. Đọc cho cô con. Dạ đọc hết bài luôn hả cô? Đọc chú thích sao, nãy giờ cô nói gì con không nghe hả? Dạ Chú nghe. thích sao, sách giáo khoa trang 35. Ca dao dân ca là những khái niệm tương đương chỉ các thể loại chữ chữ tình nhân gian, kết hợp lời và nhạc diễn tả đời sống nội tâm của con người. Hiện nay người ta có phân biệt hai khái niệm dân ca và ca dao. Dân ca là những sáng tác kết hợp lời Đọc hết của đi con, đọc dân ca là xu hướng, ca dao là thời lời thơ của dân ca. Ca dao còn bao gồm cả những bài thơ nhân gian mang phong cách nghệ thuật chung với lời thơ của dân ca. Khái niệm ca dao còn được dùng để chỉ một thời một một thể thơ, một bài thơ dân ca thể ca dao. một thể thơ dân gian, thể ca dao. Con về nhà con rèn kỹ năng đọc dân nghe Mỹ Tiên. Dạ. Như vậy thì dựa vào cái chú thích sau sách giáo khoa trang 35 mà bạn Mỹ Tiên vừa đọc, như vậy thì khái niệm cho cô ca dao là gì, dân ca là gì? Hai khái niệm đầu tiên là ca dao là gì trước, nhật trường. Dạ thưa cô, là ca dao là nó không có tác giả. Nó không có tác giả, với lại có cái thứ hai nó là lời của dân ca. Còn dân ca là những sáng tác kết hợp với nhạc, tức là những câu dân ca đã trong diễn xu hướng, trong trong diễn sướng. Cảm ơn con, đọc chính xác nha. Chúng ta sẽ kết luận lại, dân ca là những sáng tác dân gian kết hợp lời và nhạc, tức là những câu hát dân gian trong diễn xướng. Cái phần này trong sách giáo khoa có, con có thể nhìn sách giáo khoa để các con ghi cho nó dễ. Thứ hai, ca dao là lời thơ của dân ca và những bài thơ dân gian mang phong cách nghệ thuật chung với lời thơ của dân ca.
Xong rồi cô ơi. Rồi con nghe này. Hai cái niệm này chúng ta về chúng ta học thuộc lòng nha con. Chúng ta sang phần 2 La Mã là động hiệu văn bản. Chưa cô ơi. Hôm qua là cô đã dặn các con rồi đó. Bạn nào chưa thì chụp màn hình lại nha. Ai ghi chưa kịp chụp màn hình lại cô quay cam. Hoặc là mấy con làm dấu trong sách giáo khoa vì cái phần này sách giáo khoa có hết chưa? Xong rồi cô ơi. Hôm qua cô dặn mấy con là mấy con soạn cho cô cái bài số 1 nha. Mở sách giáo khoa hay là nhìn lên màn hình cũng được. Đọc cho cô cái bài số 1. Phúc Long. Dạ thưa cô, bài số 1. Công cha như núi ngất trời, nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển đông. Núi cao biển rộng mênh mông, cù lao chính chữ ghi lòng con ơi. Rồi, cảm ơn con, đọc rất là tốt nè. Chúng ta sẽ lần lượt trả lời các câu hỏi để tìm hiểu bài ca dao số 1. Như vậy thì câu hỏi thứ nhất nè. Lời của bài ca dao là lời của ai nói với ai? Nói về việc gì? Nói về điều gì? Bạn Minh Nguyễn. Cô nhìn cái nick là Minh Nguyễn nè. Bạn nào? Bật mic trả lời cho cô. Bạn Minh Nguyễn. Nhìn cho màn hình có thấy Minh Nguyễn nè, là bạn nào? Dạ cô, nó máy tính của em cô ơi. Hả? Cái này cái máy tính của em cô ơi. Bạn tên gì ạ? Dạ tên Minh Nguyễn. Như là cái máy tính của em nó cái nick đó là nick máy tính của em coi. Thì em trả lời. Chưa biết coi. Em tên Minh Nguyễn em học lớp nào vậy em ấy? Bạn tên Khải Minh cô ơi. 7 là mấy à con? 7 là 6. Cô ghi nhận con rồi đó nha. Con trả lời cho cô đàng hoàng tử tế nha, không thấy gì đâu nha. Rồi cô mời bạn khác. Em Quang Huy cô ơi. Vi Oanh nè. Em bạn anh kệ cô ơi. Vi Oanh 7 à 6. Không có la làng sùm trên này. Dạ em không biết. Rồi bạn anh kia lời coi. Dạ hư cô là lời. Lời của ai nói với ai là em là lời của mẹ hát ru con. Còn nói rồi nói về là nói về cơ sở thì là ghi lòng con ơi, tức là cơ sở. Nhưng mà còn nói về điều gì thì em không biết nữa. Em sợ em thấy có gì. Rồi cảm ơn em. Mời ý kiến của bạn Nhật Trường. Nhật Trường cho cô ý kiến Nhật Trường. Dạ thưa cô là em đồng cái ý kiến của bạn là của mẹ hát ru cho con nghe. Còn cái nói về điều gì là nói về tình mẫu tử và tình phụ tử của con với đối với ba mẹ. Ừ, nó là tình cảm của con cái đối với ba mẹ phải không? Rồi câu thứ hai là chỉ ra cái hay trong việc sử dụng ngôn ngữ, hình ảnh, giọng điệu được sử dụng trong bài. Trả lời câu hỏi số 2 đi, hãy ghi bài. Giờ chỉ ra cho cô cái hay của việc sử dụng ngôn ngữ nè. Trong nhìn cái bài ca dao số 1, cái ngôn ngữ, cái giọng điệu hay là cái hình ảnh gì đó được sử dụng trong bài số 1 nó hay chỗ nào? Em Quang Quy cô ơi. Rồi Quang Quy mời con. Dạ thưa cô là công cha như núi gấp trời. Núi gấp trời là hình ảnh của nó rất là cao cô. Là công cha rất là cao. Còn nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển đông. Ngoài biển đông thì nước bao la rộng lớn. Thì nó cũng giống như nghĩa của người mẹ. Núi cao biển rộng mênh mông, cù lao chín chữ ghi lòng con ơi. Là nó hay ở cái chỗ là
có cù lao chín chữ nhắc về chín cái chữ nhắc về tình mẫu tử và phụ tử. Tôi cảm ơn đó cô. Là nó gồm là sinh, cúc, phủ, xúc, trưởng, dục, phục, phúc. Dạ thưa cô hết. Rồi, các con muốn hiểu rõ cái cụm từ cù lao chín chữ là các con xem sách giáo khoa trang 35. Có bạn nào bổ sung gì thêm không về cái hay của phần nghệ thuật này không con? Dạ thưa cô, em mặc anh kẹt em xin phổ bổ sung. Công cha như núi ngất trời nè, mình nghĩ mẹ như nước ở ngoài biển đông. Các con thấy có thể thuộc gì trong hai cái dòng này? Dạ cô là so sánh. Rồi, so sánh. Xác, đúng không? Giơ tay cô mời, không có phát biểu linh tinh nha Bạch Anh Kiệt. Vậy là không có khen đâu nha. Giơ tay hoặc là cô mời bạn nào thì con nó phát biểu chứ không có linh tinh như vậy nha. Trong hai cái dòng đầu chúng ta thấy là tác giả dân gian đã so sánh công cha với là núi đất trời, nghĩ mẹ với là nước ở ngoài biển đông. Như vậy thì hai dòng thơ đầu ý muốn nói công lao của cha mẹ to lớn như trời biển, đúng không? Như vậy thì là núi ngất trời tức là cái độ cao của núi, mình nghĩa thế này mình hiểu cái nghĩa đen, nhưng mà cái nghĩa hàm ẩn ở bên trong là ý nói là sao mấy em? Công của cha rất là gì? To lớn, rất là to lớn ha. Nước ở ngoài biển đông, nước ở ngoài biển đông mấy con có đong đếm được không? Mấy con có biết nó là bao nhiêu không? Không thể nào biết được ha. Như vậy ở đây tác giả đã so sánh công cha với người mẹ, với núi ngất trời, với nước ở ngoài biển đông để thấy được là công lao của cha mẹ rất là to lớn, đúng không? Như vậy thì hai cái dòng thơ đầu là cái lời của người mẹ khi ru con nói với con, và cả cái bài ca dao này là ca ngợi công lao trời biển của cha mẹ ha. Núi cao biển rộng mênh mông. Và đặc biệt chúng ta xem cái câu cuối nè, cù lao chín chữ ghi lòng con ơi. Như vậy thì câu cuối tác giả đã nhắc nhở chúng ta điều gì mấy con? Nhắc nhở điều gì? Bạn Lăng Vi 7A5. Võ Hoa Lăng Vi 7A5. Dạ thưa cô, em không biết. Mấy con có soạn bài mới được nha, chứ không phải là mỗi lần cô kêu là không biết là xong, không biết là xong là không được với cô nha. Bài này là chỉ có một bài thôi mà mình phải cô soạn. Có thể hỏi lại được không cô? Cù lao chín chữ ghi lòng con ơi, câu này chúng ta xem cái nội dung nói là cái gì. Mấy con không có bị linh tinh nữa, con giơ tay lên. Cái gì mà cô đang giảng không bị linh tinh hoài vậy? Giơ tay lên rồi cô kêu là cô mời. Mời bạn Hạnh Nguyên. Dạ thưa cô, là để khuyên dạy con cái mới ghi lòng tạc giả công lao to lớn của cha mẹ. Dạ cô là không hết. Rồi cảm ơn con, đúng không? Như vậy đây cái câu cuối này là nhắc nhở bổn phận làm con là phải là ghi nhớ công lao của cha mẹ. Do đó chúng ta sẽ chốt lại cái bài ca dao số 1 này có hai ý. Nó không đi vào tập, ý thứ nhất là lời khuyên của người mẹ khi ru con nói với con. Ý thứ hai, ca ngợi công lao trời biển của cha mẹ đối với con cái và bổn phận trách nhiệm của con cái đối với cha mẹ. Hai cái ý màu đen này nè, các con ghi vào tập cho cô. Chụp màn hình đi mấy con. Chụp màn hình đi cô qua trang nha. Chụp màn hình đi mấy con. Mọi người tối nay mình ở rảnh mình đi lại. Và chúng ta biết là công cha nghĩa mẹ được thể hiện ở chín chữ ha. Cù lao chín chữ là cái phần chú thích số 1. Chúng ta xem chín chữ đó là chín chữ gì. Phần này là chúng ta xem chú thích. Một, sinh có nghĩa là đẻ nè, cúc
là nâng đỡ, phủ là vuốt ve, xúc là cho ăn, trưởng là nuôi cho lớn, dục là dạy dỗ, cố là trông nom, phục là theo dõi để mà uống nắng, và phúc là che chở. Như vậy thì chín chữ này mà chúng ta cho thấy được là công lao của cha mẹ như là trời biển, đúng không? Cha mẹ từ lúc sinh mình ra nuôi mình lớn lên trưởng thành ha, rồi là dạy dỗ mình, rồi là che chở mình, uống nắng mình có việc gì sai trái thì cha mẹ uống nắng chỉ dạy cho mình trưởng thành, cho mình trở thành một cái người có ích cho xã hội, giúp ích cho xã hội. Như vậy thì công lao của cha mẹ là vô bờ bến, như là núi ngất trời, như là nước ở ngoài biển đông ha. Và núi thì cao, biển thì rộng mênh mông. Do đó bổn phận của chúng ta làm con thì chúng ta phải ghi tạc, ghi nhớ công lao của cha mẹ, khắc sâu công lao này. Và đặc biệt là khi mà cha mẹ dạy dỗ uống nắng thì chúng ta phải làm sao? Phải vâng lời, phải ngoan ngoãn làm theo, chứ không phải là có cái thái độ hay là có cái phản ứng được với cha mẹ ha, thì lúc đó là mình không phải là đứa con ngoan nữa, rõ không? Khi mà cha mẹ dạy dỗ thì phải lắng nghe ha, lắng nghe, rồi là không có thái độ, không có phản ứng lại. Nếu mà như thế thì mình không có làm tròn cái nhiệm vụ của một người làm con. Như vậy thì nói đến đây thì chúng ta sẽ nhớ đến một cái bài nào mà chúng ta đã học rồi ở các lớp dưới hay là ở tiểu học, cũng nói về công lao của cha mẹ. Ta nhớ bài nào không? Bạn nào nhớ? Có một cái bài nào nữa mà chúng ta cũng thấy quen thuộc lắm, nói về công lao của cha mẹ, Nhật Trường? Dạ thầy, ở lộn, dạ cô, là bài Công cha như núi Thái Sơn. Đọc nguyên bài cho con. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, một lòng thờ mẹ kính cha, cho còn cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Rồi, cảm ơn con, quá giỏi ha. Nữa có điểm cộng hay là Nhật Trường là nữa nhắc em biết nữa nè con. Còn ông Huy hả? Rồi, ông Huy đọc coi bài nào. Dạ thôi con, là bài Mẹ Hiền Dạy Con. Mẹ Hiền Dạy Con đọc coi. Cái đó là bài văn ở lớp 6. Cái đó là văn bản. Cô đang kêu đọc một cái bài ca dao, một cái bài thơ nào mà trả lời mặc dù là cũng được nhưng mà chưa đúng đề tài nha, chưa đúng đề tài. Về nghệ thuật nè, mình ghi hai cái ý ở trên là nó nghiêng về nội dung. Bây giờ về nghệ thuật nè, chúng ta thấy là nghệ thuật thứ nhất là thể thơ Lục Bát. Anh nhắc lại cho cô coi thơ Lục Bát là thơ làm sao. Lục Bát là thơ làm sao đó con? Em quan quy cô. Bạn khác đi. Hải Triều, Bùi Hải Triều. Em cô, thơ Lục Bát là thơ gồm một câu có 6 chữ và một câu có 8 chữ. Cảm ơn con, mới chính xác là câu có 8 tiếng, xen kẽ câu 8, 6 tiếng, 8 tiếng ha. Như vậy câu nhất nè, 6 tiếng, xen kẽ câu thứ hai 8 tiếng, và tương tự như thế, câu 6 và câu 8 đang xen với nhau, gọi là thể thơ Lục Bát. Và giọng điệu, đây là lời hát ru, do đó là giọng điệu ngọt ngào ha. Rồi dùng những cái hình ảnh so sánh đặc sắc mà chúng ta phân tích mới nãy rồi đó ha. Dùng từ so sánh đó là từ như. Và đặc biệt chúng ta thấy là sử dụng cái từ lái, từ mênh mông. Từ lái, mênh mông. Và sử dụng điệp từ ha, núi, biển. Điệp từ là từ lặp đi lặp lại nhiều lần đó mấy con, thì gọi là điệp từ ha. Và có phần từ lái này mấy con đã học ở lớp 6 rồi. Bạn nào chưa nắm vững cái phần từ lái thì về nhà xem lại nha. Thì ghép từ lái rồi đó. Đúng chưa? Kiểm không mấy con? Cô đảo lại cho riêng nhanh. Chụp màn hình đi. Chụp màn hình đi mấy con. Xong rồi cô ơi. Màn hình ông cô qua trang. Và đó là cô vừa chốt lại nội dung và nghệ thuật của bài số 1. Ba la mã là phần tổng kết. Tổng kết chúng ta cũng có hai ý ha. Cái phần này các con không ghi, các con ghi là ghi nhớ sách giáo khoa trang 36.
cô chỉ đọc thôi, con không ghi nha. Nội dung là tình cảm đối với cha mẹ anh em và cha mẹ đối với con cái luôn là những tình cảm sâu nặng thiêng liêng nhất trong đời sống mỗi con người. Về nghệ thuật là sử dụng biện pháp so sánh ẩn dụ đối xứng tăng cấp, giọng điệu ngọt ngào mà trang nghiêm, diễn tả tình cảm qua những mô típ sử dụng thơ lục bát và lục bát biến thể. Đây là cái phần tổng kết lại gồm có 4 bài đúng không? Còn bữa nãy mình học chỉ có 1 bài thôi, do đó là các con chỉ ghi là tổng kết bài ghi nhớ sách giáo khoa trang 36 rồi, không có ghi lại cái phần này. Như vậy chúng ta xong cái phần bài thứ nhất nè. Thì chúng ta chuyển sang bài số 2 nếu không tại vì mình không có thời gian. Thay vì mình có thời gian nữa thì mình sẽ có một số trò chơi ở đây nè, đúng không? Nhưng mà bây giờ không có thời gian, cho nên mình chuyển sang cái bài thứ 2 nha. Bài thứ 2 là bài đại từ. Mấy con thấy màn hình chưa mấy con? Dạ thấy. Rồi, chúng ta chuyển sang cái bài đại từ. Phần 1 tiếng Việt. Tức là hết cái bài mới nãy rồi ha. Còn gạch ngang nha. Gạch ngang là có mấy con mới ghi cái bài đại từ. Chúng ta mở sách giáo khoa nha mấy con. Sách giáo khoa trang 54. Một là mã thế nào là đại từ? Chúng ta xem cái ví dụ sách giáo khoa trang 54-55. Đọc những câu dưới đây, chú ý những cái từ in đậm và trả lời các câu hỏi. A. Gia đình tôi khá giả, anh em tôi rất thương nhau. Phải nói em tôi rất ngoan, nó lại khéo tay nữa. Cô ơi, gì con? Màn hình của em nó ngoài màn hình của cô vẫn có, nó chạy chữ tìm hiểu chung mà nó đứng nó không có thấy gì hết trơn cô. Mấy con thấy cái màn hình cái bài đại từ không? Dạ không. Có thấy màn hình không? Dạ không mà cô. Chưa thấy. Mấy màn hình tìm hiểu chung mà cô ơi. Ủa, hả? Em thấy có chữ hiểu chung không mà. Ủa? Tìm hiểu chung á. Vậy hả? Vì nãy giờ cô hỏi thấy màn hình. Vâng, cô. Bởi vì nãy cô hỏi mấy con là thấy cái màn hình cái bài đại từ chưa? Mấy con mới thấy rồi. Rồi này là thấy chưa nè? Dạ thấy. Dạ thấy. Thấy. À, cô kéo cho nó rộng rộng ra một tí nè. Rồi, giờ nhìn đi. Rồi, một là mã. Nếu màn hình to gì thì không có thấy mấy con bên kia. Hay là mấy con, cô đọc đặt tên là mấy con phát biểu nha. Thấy màn hình chưa mấy con? Dạ thấy. Dạ thấy. Một là mã. Thế là đại từ nha. Rồi, câu A. Đấy, cô đọc câu A rồi nha. Giờ câu B. Chợt con gà trống ở phía sau bếp nổi gáy. Tôi biết đó là con gà của anh Bốn Linh. Tiếng nó dõng dạc nhất xóm. Bây giờ các con xem nè. Từ nó ở cái đoạn đầu nha. Đoạn đầu nè. Từ nó ở đoạn đầu các con xem rõ ai. Trả lời cho con đi. Nó là ai hả cô? Từ nó, nghe kỹ câu hỏi. Từ nó ở trong đoạn A này nè, đoạn văn đầu này nè, dùng để trỏ ai? Bạn Bảo Lộc, trả lời cho cô.
Bảo Lộc đâu? Dạ thưa cô. Cô có soạn bài không? Bảo Lộc, con có soạn bài không? Em chưa soạn câu này cô. Sao chưa soạn? Cái bài đại từ là cô dặn ngày hôm qua rồi, bữa nay sao không soạn? Không soạn mình ra không biết được trả lời nha. Rồi, bạn Kim Anh. Cô, từ nó chỉ em tôi, tức là đứa em của người anh trong bài. Rồi, cảm ơn con. Từ nó trong cái đoạn văn B này dùng để trỏ con vật gì? Mời bạn em đi. Ý lý giải lại cho cô coi. Dạ thưa cô, là nó trỏ con gà của anh Bút Linh. Rồi, cảm ơn con. Bạn nào bắt biết nha. Bắt biết nha. Giờ chúng ta sẽ ghi cái phần chữ màu đen này vào. Từ nó ở đoạn văn đầu, tức là đoạn A đó, trỏ tức là chỉ đó mấy con ha, trỏ tức là chỉ, trỏ em tôi. Từ nó ở đoạn văn B, tức là đoạn văn thứ hai, dùng để trỏ con gà. Các con ghi hai kết luận này vào chữ màu đen cho cô thôi. Như vậy thì chúng ta biết được nghĩa của hai cái từ nó trong hai cái đoạn văn A và B là chúng ta nhờ vào những cái từ ngữ và những câu văn ở phía trước đó, đúng không? Chúng ta xem câu C. Đọc cho cô cái đoạn C này coi, Ngọc Ngân. Cô ơi, cho em chụp hình lại. Cái con chỉ ghi hai cái màu đen thôi mà mấy con ghi chậm quá. Em đọc nha cô. Rồi. Mẹ tôi giọng khản đặc từ trong màn hình vọng ra. Thôi hai đứa liệu mà đem chia đồ chơi ra đi. Vừa nghe thấy thế, em tôi bất giác rung lên bần bật, kinh hoàng đưa cặp mắt tuyệt vọng nhìn tôi. Cảm ơn con. Từ trong màn nói vọng ra, chứ không có từ trong màn hình nha con, đọc chính xác nha. Em đọc lộn. Nói là từ thế ở trong cái đoạn văn C này hay đoạn văn thứ ba này trỏ cái sự việc gì? Chúng ta xem từ thế này trỏ sự việc gì? Bạn Minh Thùy. Dạ thưa cô, em không biết. Bữa nay là phê bình lớp 7A5 nha. Rất là nhiều bạn không có soạn bài nha. Lần sau mà không có soạn bài mà cô kêu mà không trả lời được cho không điểm luôn. Cô dặn hôm qua là bữa nay mấy con phải soạn bài. Nếu mà không soạn bài thì cô hỏi làm sao mấy con mới được trả lời. Vì những câu này nó không có khó. Rồi cô mời bạn Khả My, 726. Dạ thưa cô, là từ thế ở đoạn văn thứ 3 là trỏ sự việc chia đồ chơi. Rồi cảm ơn con. Chúng ta chốt lại. Từ thế ở đoạn văn thứ 3 trỏ sự việc đó là chia đồ chơi. Và sở dĩ ta hiểu được nghĩa của từ thế là nhờ vào ngữ cảnh ở câu trước, tức là những câu phía trước đó, mà đọc chúng ta mới hiểu được. Đọc cho cô câu D, Minh Thư. Minh Thư 7A6, đọc cho cô đoạn D. Dạ bạn vắng cô ơi. Gì hả? Bạn Khánh Măng. Dạ cô ơi, em không biết. Ủa, cô mời con đọc mà sao con không biết là sao? Dạ. Con không biết đọc luôn hả? Dạ biết. Đọc câu D. Nước non lận đận một mình, thân cò lên thác xuống gần bấy nay. Ai làm cho bể kia đầy, cho ao kia cạn, cho gầy cò con. Con chú ý bài nghe con. Cô mời con đọc mà sao con nói con không biết là sao. Như vậy là nãy giờ con học không có tập trung gì chứ nha. Vậy con hỏi nè, từ ai trong bài ca dao này dùng để làm gì? Bạn Minh Thơ.
Còn Minh Thơ có học không? Dạ có. Trả lời đi con. Dạ thưa cô, từ ai trong bài này dùng nhằm mục đích là để hỏi? Rồi, cảm ơn con. 7 giờ sáng này mấy bạn này soạn bài tốt nè, đúng không? Từ ai trong bài ca dao dùng để hỏi? Chúng ta ghi cái nội dung với chữ màu đen vào. Như vậy thì nãy giờ mình qua mình tìm hiểu bốn ví dụ A, B, C, D thì những cái từ in đậm đó người ta gọi nó là đại từ đó. Như vậy thì ai cho cô biết đại từ là gì? Đó, bạn Tuyết Sương, chúc hỏi cho cô là đại từ là gì? Qua bốn cái ví dụ A, B, C, D vừa tìm hiểu xong thì cho cô biết coi đại từ là gì con. Bạn có vắng không lớp trưởng? Dạ, bạn nãy em điểm danh bạn có. Có thì trả lời, mời bạn. Còn không trả lời thì cô không điểm luôn á. Biết thì nó biết, không biết thì nó không biết. Không phải là em ru gì được. Phan Thị Tuyết Sương. Cô ghi nhận con rồi đó nha. Con có học mà con không có trả lời ha. Mời bạn Nguyên Thanh. Cô ơi, cái tiết xương là mic của bạn bị hư cô. Mời bạn Nguyên Thanh đi con. Nguyên Thanh có học không? Dạ em có. Như vậy cho cô biết đại từ là gì? Dù mà sách giáo khoa ghi nhớ, trả lời coi. Thưa cô, đại từ dùng để chỏ ngừ sự vật hoạt động tính chất được nói đến trong một ngữ cảnh nhất định của lời nói hoặc dùng để hỏi. Con có nhanh lẹ lên xem con chậm quá vậy? Dạ, nãy mặt em nó bị đứng đó cô. Ta vừa tìm hiểu xong cái khái niệm đại từ nha. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu cái vai trò ngữ pháp của đại từ nha. Thì chúng ta xem các từ nó thế ai trong các đoạn văn trên giữ vai trò ngữ pháp gì. Thì các con nhìn nè, trong câu A này nhìn với cô coi, cái từ nó này giữ vai trò ngữ pháp gì trong câu? Nó lại khéo tay nữa. Bạn Khải Minh, 7A6. Khải Minh có học không? Có học không? Dạ có. Dạ có. Thì trả lời cho cô. Trả lời cho cô. Chậm như con. Chậm như con. Con nhìn lên màn hình, nhìn lên màn hình. Các con coi xem, coi xem tình tự bài trò mới, bài trò mới. Mất tiêu rồi. Bạn đâu rồi? Bạn đâu rồi? Lớp trưởng, lớp trưởng, lớp 7A6 ghi nhận mấy trường hợp. Dạ, dạ. Bạn công bằng, công bằng. Dạ, thưa cô. Các từ nó thế ai trong các đoạn văn trên giữ vai trò gì trong ngữ pháp là những từ con chỉ phân tích cho cô câu A thôi à, nhìn lên màn hình câu A, từ nó này trong câu A này giữ vai trò ngữ pháp gì? Dạ thưa cô là vị ngữ trong câu. Vị ngữ là con nhìn nhìn có phải vị ngữ không? Đứng đầu câu là vị ngữ sao? Nói lại. Là chủ ngữ, lộn con. Trời ơi, cảm ơn con, đúng không? Từ nó là chủ ngữ. Đứng đầu câu mà sao là vị ngữ được, vị ngữ là phải đứng phía sau chứ. Rồi từ nó trong câu B, tiếng nó giọng giặc nhất sớm, từ nó trong câu B giữ vai trò gì? Phúc Long. Dạ thưa cô, là từ nó trong câu B cũng dùng là có vai trò ngữ pháp cũng như chủ ngữ. Chủ ngữ à, chủ ngữ là sai nha. Vì cô gợi ý nè, từ nó này nó sẽ bổ nghĩa cho cái từ gì ở phía trước đó. Tiếng của ai?
thì mình là trả lời là tiếng nó. Như vậy thì nó là phụ ngữ trong cụm danh từ ha. Cô nói lại nha, từ nó này nó sẽ bổ sung cho từ tiếng đứng phía trước, mà từ tiếng là từ loại danh từ, do đó người ta gọi là từ nó này là phụ ngữ trong cụm danh từ. Câu C, từ thế giữ vai trò gì? Bạn Khánh Như. Dạ cô là vừa nghe thấy thế. Dạ tính từ. Tính từ. Vậy cô hỏi con nè, từ thế này nó bổ nghĩa cho cái từ nào? Dạ vừa thay thế, vừa nghe thấy thế. Vừa nghe thấy thế luôn hả? Sao con đọc từ thế vô nữa sao đúng? Nó bổ nghĩa từ nào phía trước đó? Dạ từ thấy. Thấy mà từ thấy là từ loại gì? Thấy là từ loại gì cơ? Dạ cô là động từ. Động từ, như vậy thì đây là nó làm nhiệm vụ gì? Giống như bữa nãy á. Phụ ngữ gì? Dạ, phụ ngữ cho cụm danh từ. Đã nó là động từ mà sao danh từ? Từ thế bổ sung nghĩa cho từ thấy, mà từ thấy là động từ, do đó từ thế làm nhiệm vụ là gì? Trả lời đi con. Phụ ngữ của cái gì? Dạ cô là phụ ngữ của động từ. Của động từ nha, hay là động từ mà sao mới danh từ được. Rồi câu dê. Câu dê thì chức vụ làm cái gì đây bạn? Em quan quy cô. Cứu trọng. Cô trọng em đâu rồi, bà mời bạn Xuân Sang đi. Dạ cô, từ ai giữ vai trò chủ ngữ trong câu? Rồi cảm ơn con. Vai trò làm chủ ngữ. Như vậy thì chúng ta sẽ kết luận lại qua bốn cái ví dụ A, B, C, D. Chúng ta thấy là đại từ có những cái chức vụ gì trong câu, cảm nhận chức vụ gì trong câu đó con. Em quan quy cô. Rồi mời bạn Quang Quy. Dạ thưa cô, là đại từ là có chức vụ ngữ pháp là chủ ngữ, vị ngữ trong câu, hoặc là phụ ngữ của danh từ, của động từ và của tính từ vân vân. Rồi cảm ơn dạ, con. Xuống hàng các con chốt lại ghi nhớ một sách giáo khoa trang 55 cho con, tức là cái bảng trên màn hình. Trong cái phần ghi nhớ một sách giáo khoa trang 55 là có hai ý, ít nhất là khái niệm của đại từ, và ý thứ hai là chức vụ ngữ pháp của đại từ. Chúng ta chốt lại cái phần ghi nhớ, không ghi lại trên màn hình, mà chỉ ghi là ghi nhớ sách giáo khoa trang 55. Ta chuyển sang phần 2 La Mã, các loại đại từ. Thứ nhất là đại từ để trỏ. Các đại từ tôi, tao, tớ, chúng tôi, chúng tao, chúng tớ, mày, chúng mày, nó, hắn, chúng nó, họ, dùng để trỏ gì? Anh nào trả lời cho cô coi. Các đại từ, nhóm đại từ trong câu A dùng để trỏ gì đây? Bạn Lan Anh, lớp 7 hay 6? Dạ, em không biết. Em không biết, em không có soạn bài nha. Rồi mời bạn Trung Hiếu. Cô em không biết. Trời ơi, câu hỏi dễ mà không biết quá. Nói cho anh xin trả lời. Rồi trả lời đi con, ai mới giơ tay đó? Dạ thưa cô, em tên Lâm. Rồi Phúc Lâm trả lời đi con. Dạ thưa cô, là các loại đại từ là tôi, tao, tớ, chúng tôi, chúng tao, chúng tớ, mày, chúng mày, nó, hắn, chúng nó, họ là để trỏ người. Cảm ơn con, chính xác. Dùng để trỏ người hay là sự vật, là dùng để xưng hô, đúng không? Rồi nhóm thứ hai, các con xem coi các đại từ bấy bính bấy nhiêu, rõ gì nè. Được trường. Chỏ là nó chỏ số lượng. Chỏ số lượng. Rồi trường hợp thứ ba,
các bài từ vậy thế chỗ cái gì con nhìn vô cái duy nhất mà con trả lời liền được nè. Duy nhất sách giáo khoa 156 người ta có hết trơn rồi nè, con nhìn vô đó con trả lời nhanh cho cô. Dạ thưa cô, là để chỗ hoạt động tính chất. Chỗ hoạt động tính chất của sự việc. Rồi câu hỏi thứ hai là đại từ và bị hỏi tương tự như thế. Các đại từ ai gì, hỏi về cái gì. Lớp 7 A5 ha. Thái Nguyên. Dạ. Anh cho con ngủ hay gì mà con hỏi, con nói dạ hả? Không có một hả? Tại nhà em hơi ồn cái em không nghe cô. Sống nghe. Bạn Phước Duy trả lời lên. Các đại từ ai gì, hỏi về cái gì. Ai làm cho bể kia đầy, hoa này là hoa gì. Em Quang Quy cô. Em đã về cô. Quang Quy trả lời cho nhanh cô Quang Quy. Bạn gì đâu mà mấy bạn đó phê bình mấy bạn đó nha. Dạ thưa cô, là hỏi về người sự vật. Cảm ơn con. Đã cô cứ nói là nhìn vô cái ghi nhớ sách giáo khoa có hết trơn rồi nè. Hỏi về người sự vật ha. Có con viên cái chữ màu đen này vô nha. Rồi câu B. Bao nhiêu mấy. Mỹ Ngân. Em Quang Quy cô. Mỹ Ngân, nhường cho bạn trả lời đây con. Dạ. Sao làm đồng dạ ý là... Dạ là sao? Trả lời câu hỏi cô với dạ cái gì? Bao nhiêu và mấy. Dạ là hỏi về giá trị. Hỏi về giá trị hả? Hỏi về giá trị hả? Mấy người mà hỏi về giá trị hả? Hỏi về, hỏi về số lượng, nhìn vô cái ghi nhớ dạ. Không chú ý gì chưa? Dạ. Rồi, sao thế nào? Quốc Hào trả lời coi. Dạ con. Nữa, dạ nữa. Cái lớp này nha. Kim Khánh trả lời, Kim Khánh. Dạ thưa cô, hỏi về hoạt động tính chất sự việc. Rồi, cái mic của con sao nhỏ vậy Khánh? Hỏi về hoạt động tính chất sự việc. Mấy cái bạn mà kêu mà trả lời mà hỏi dạ hỏi ngược lại con nghe, là bạn nó không có tập trung nghe mấy con ha. Con hỏi nó dễ gì đó mà mấy con lên mấy con dạ không mà nó không trả lời được gì hết. Rồi từ đây mấy con chốt lại cho cô cái bảng ghi nhớ này. Mấy con số hàng mấy con ghi là ghi nhớ 2 sách giáo khoa 156 là cô sơ tóm tắt là bằng cái sơ đồ trên bài học nè, không có ghi mà nhìn vô sơ đồ này để hiểu nè ha. Đại từ chia làm hai loại, đại từ để trỏ, đại từ để hỏi nè, đúng không? Đại từ để trỏ chia thành ba nhóm nhỏ, để hỏi cũng chia thành ba nhóm nhỏ như thế. Ba la mã phần luyện tập. Bài số 1. Trang 56, 57. Câu A. Sắp xếp các đại từ trỏ người sự vật theo bảng dưới đây. Chúng ta có bảng là ngôi, số, số ít và số nhiều. Vậy mấy con tìm cho cô ngôi thứ nhất số ít. Ngôi thứ hai số ít, ngôi thứ ba số ít là gồm những từ nào? Rồi số nhiều cũng tương tự như thế. Lập tập bài soạn ra trả lời cho cô. Lập tập bài soạn ra nha. Bạn Tú Nguyên. Dạ thưa cô, ngôi số 1, số ít là tôi, tao, tớ. Số nhiều là chúng tôi, chúng ta, chúng tớ. Ngôi số 2 là số ít là mày, mi. Số nhiều là chúng mày, bọn mi. Ngôi số 3 là số ít là nó, hắn. Và số nhiều là chúng nó, họ. Cảm ơn con, làm rất là tốt. Tôi có thể bổ sung thêm một số từ mà bạn không có. Ở ngôi số ít là có là tôi, ta, tao, tớ. Thì số nhiều tương ứng chúng tôi, chúng ta, chúng tao, chúng tớ, đúng không? Số ít ở ngôi thứ hai là mày, bạn, cậu. Thì là các bạn, các cậu. Ngôi thứ ba số ít thì có là từ nó, từ hắn, từ y.
Từ số nhiều chúng ta có cái từ họ hoặc là chúng nó. Các con chụp màn hình lại đi. Còn nếu mà các con có soạn ở nhà rồi thì các con ghi qua rất là nhanh. Câu B. Nghĩa của đại từ mình trong câu cậu giúp đỡ mình với nhé có gì khác nghĩa của đại từ mình trong câu ca dao sau đây? Mình về có nhớ ta chăng, ta về ta nhớ hàm răng mình cười. Các con lưu ý nha, cô chú thích là mình một, mình hai và mình ba. Như vậy thì tác giả hỏi là mình một đó nó sẽ khác với là mình hai và mình ba chỗ nào? Em Quang Huy cô. Em Quỳnh Nhật Trường. Rồi Nhật Trường trả lời Nhật Trường. Dạ thưa cô, là cái câu cái mình một là nó để chỉ là mình nè, là nó cái này là kêu là câu sai, câu cầu khiến là cậu giúp đỡ mình nhé. Còn mình hai với mình ba nó đồng nghĩa là chỉ người chồng đi xa và người nhà gà và vợ ở nhà nhớ. Rồi cô có thể cụ thể câu trả lời của bạn Nhật Trường đó. Mình một là dùng ở ngôi thứ nhất nha, tức là người nói. Cậu giúp đỡ mình với nhé, đúng không? Mình hai, mình ba là ở ngôi thứ hai, tức là chỉ người khác đó, người nghe. Mình về có nhớ ta chăng, ta về ta nhớ hàm răng mình cười. Chỉ một đối tượng nào đó, một đối tượng A nói với một đối tượng B. Do đó mình ở hai và ba là ngôi thứ hai, là chỉ người nghe. Các con ghi đáp án vào trong tập nữa không? Xong bài tập số 1, chúng ta chuyển sang bài tập số 2. Khi xưng hô, một số danh từ chỉ người như ông, bà, cha, mẹ, chú, bác, cô, dì, con, cháu cũng được sử dụng như đại từ xưng hô. Ví dụ, đã bấy lâu nay bác tới nhà, kẻ thời đi vắng, chợ thời xa. Như vậy chúng ta hay thấy là có cái từ bác đó, là danh từ nhưng mà sử dụng như là đại từ xưng hô. Vậy mấy con tìm cho cô những cái ví dụ tương tự như thế này coi. Bạn tìm một câu thôi nha. Bạn tìm một câu. Lớp phó học tập của lớp 7A6. Dạ thưa cô, là ông em đang tưới cây. Con tất cả cho cô coi. Dạ thưa cô, là từ ông là một danh từ để cho hơi con là đại từ dùng để xưng hô. Ông là danh từ nhưng mà dùng như là đại từ dùng để xưng hô. Cái câu của con là nó chính xác chưa? Ông em đang cưới cây. Nó chưa đúng hay con? À. Dạ. Ông em đang cưới cây thì cái từ ông nó là danh từ con, chứ nó chưa phải là đại từ xưng hô. Ví dụ như là cháu chào ông ạ. Đúng không? Thì từ ông nếu mà mấy con tách rời ra thì nó là danh từ. Nhưng mà trong trường hợp này là nó dùng như là đại từ xưng hô. Là ở ngôi thứ hai, cháu chào ông. Nha. Hoặc là một số câu, ví dụ là con mời ba má xơi cơm. Ha. Hay là bây giờ chú mới đi làm về. Rồi, chúng ta sẽ ghi điển hình ba câu này thôi. Ngoài ra về nhà các con có thể có không cho ví dụ tương tự như vậy nha. Không nhất thiết là phải là giống cô. Các con có thể tự làm. Miễn làm sao đúng là được rồi. Bài số 3. Các từ để hỏi trong nhiều trường hợp được dùng để trỏ chung. Ví dụ, hôm ấy ở nhà ai cũng vui. Chúng ta lưu ý cái từ ai nha. Rồi là qua đình ngã nấu, trong đình đình bao nhiêu ngói, phương mình bấy nhiêu, nó có từ bao nhiêu. Thế nào anh cũng đến nhé. Như vậy chúng ta thấy là có ba từ anh đậm nha. Ai, bao nhiêu, thế nào. Như vậy thì là các từ này là thay vì là dùng để hỏi, nhưng mà trong trường hợp này là dùng để trỏ chung. Thì chúng ta sẽ đặt câu theo cách như giống như thế này với cái từ ai.
Như vậy thì cô có một cái câu, ví dụ con sẽ bắt chước con làm theo nha. Ai lớn lên cũng phải đi học. Như vậy thì từ ai, đúng ra nó là từ dùng để hỏi, nhưng mà trong trường hợp này là dùng để trỏ chung. Ai lớn lên cũng phải đi học, tức là tất cả mọi người nào cũng như thế, lớn lên là phải đi học hết nha, để trở chung. Sao em không soạn bài, đúng không? Hoặc là bạn hái bao nhiêu cũng được. Đó là những cái ví dụ mà chúng ta có thể làm tương tự. Các con sẽ ghi đáp án của cô, rồi các con có thời gian, các con nhà các con sẽ đặt câu hỏi tương tự giống như cô. Còn nếu bạn nào đã soạn rồi mà soạn đúng thì mình sẽ ghi đáp án của mình vào nha. Các con ghi kịp không? Dạ kịp. Kịp. Kịp thì ghi nha. Xong rồi cô. À. Xong rồi thì chúng ta chuyển sang bài tập số 4. Đọc cho cô bài tập số 4 đi. Hảo Vi. Hảo Vi có biết không con? Dạ có. Đọc cho cô bài tập số 4. Dạ. Đối với bạn bè cùng lớp, cùng lứa tuổi, em nên xưng hô thế nào cho lịch sự? Ở trường, ở lớp em, ở lớp em có hiện tượng xưng hô thiếu lịch sự không? Nên ứng xử thế nào với, thế nào đối với những hiện tượng đó? Rồi, cảm ơn con. Bây giờ chúng ta trả lời ý thứ nhất đi. Đối với những bạn cùng lớp, cùng lứa tuổi của mình thì mình dùng những cái từ ngữ xưng hô nào cho lịch sự nè mấy con? Bạn Long trả lời coi. Dạ, cô là đối với mà khi mà mình ở trong lớp thì mình có thể xưng hô là mình cậu, tớ, cậu hoặc là mình bạn. Ừ. À, có thể mình sẽ xưng hô những cái từ ngữ như là ví dụ là mình với cậu nè, hay là tớ với cậu nè, hay là tôi với bạn, hay là mình với bạn, đúng không? Đó là những từ ngữ xưng hô mà lịch sự đó. Và trong thực tế thì em có gặp những cái hiện tượng nào mà thiếu lịch sự không? Những cái từ nào mà từ ngữ xưng hô mà thiếu lịch sự? Em Quang Huy cô. Quang Huy cho ví dụ cho thử coi những cái từ nào mà con thấy có thiếu lịch sự không? Có không? Dạ thưa cô là mày tao. Ừ. Mà con có thấy có hiện tượng này xảy ra trong cuộc sống của con không? Con không biết cái này có phải thiếu lịch sự không? Con nói cô giải thích giùm con nha. Dạ con. Ừ, sao đâu? Dạ con thường nghe trong lớp mấy bạn gọi nhau bằng ông, bằng bà đồ đó. Con không biết phải vậy không? Theo cô thì không nên. Không nên gọi là ông, là bà, là mày, là tao ha. Mình bằng tuổi với nhau thì mình xưng hô bạn đi, là tôi đó. Mình, cậu, tớ gì đó rồi mình xưng hô mày, tao, rồi là ông, bà thì cô thấy là không nên ha. Không nên, không hay. Như vậy thì gặp những trường hợp như thế thì mình ứng xử làm sao? Mình ứng xử làm sao đây? À, Dương An coi. Nếu mà gặp trường hợp như thế thì cô ứng xử làm sao? Dạ cô, em không biết. Không biết hả? Để cho bạn nói mày tao luôn hả? Con là lớp trưởng, con trong lớp dạ. Con nói mày tao là con để cho bạn nói mày tao luôn hả? Con có biết dạ, em sẽ nhắc nhở bạn. Ừ, đúng rồi. Con sẽ nhắc nhở bạn nè, con sẽ góp ý bạn nè, đúng không? Về cái ngôn phong của bạn đó. Ví dụ là trong lớp là mình có ghi nhận là những bạn nào mà nói chuyện không đúng những cái đạo đức của người học sinh, đúng không? Nói tục chữ thề. Ở trường hợp này thì mình nhắc nhở là bạn không nên nói mày tao như thế, mà bạn phải nên nói là bạn tôi đó, mình cậu gì đó cho nó lịch sự ha. Con là lớp trưởng mà con phải nhắc nhở chứ không phải là bạn nói gì kệ bạn là không có được, đúng không? Mình ứng xử là bằng cách là nhắc nhở bạn, góp ý cho bạn để bạn sửa chữa, bạn khắc phục, được không mấy con? Rồi đó là cái bài tập số 1, số 2, số 3 và số 4 chúng ta vừa tìm hiểu xong ha. Cô ơi, con hỏi này được không cô? Hỏi gì con? Mình gọi bạn bè gọi thẳng tên nhau có mắc lịch sự không cô? Không, được. Ví dụ tên Quy thì nói bạn Quy, đúng không? Hay là Quy ơi, cho tôi mượn này đi Quy, đúng không? Hay là bạn Quy, cho tôi mượn này đi. À, đó là không mắc lịch sự con bình thường.
Rồi, tiết học của chúng ta là đã kết thúc nha. Bây giờ các con sẽ soạn bài. Sông núi nước Nam. Bài này mình sẽ học hai tiết mấy con. Sông núi nước Nam. Mấy con về nhà mấy con phải đọc văn bản trước ở nhà nha. Rồi mấy con trả lời những câu hỏi phía sau sách giáo khoa. Sách giáo khoa có câu hỏi phía sau đó. Hoặc là mấy con soạn bằng cách là mấy con tìm hiểu nội dung và nghệ thuật của văn bản nha, phân tích ra. Và chúng ta sẽ học một bài thôi, là bài học hai tiết là bài sông núi nước Nam. Mình giấu đi là chúng ta soạn bài nha. Các trường hợp mà cô mà mời cái im ru, mời là cái im ru chứng tỏ là các bạn soạn bài không có tốt. Còn những bạn nói là cô phê bình đó. Nha, cô nói rồi mà những bạn nào mà có soạn bài tốt là chắc chắn cô sẽ có điểm cộng. Ví dụ là bạn Huy nè, rồi bạn Nhật Trường, bạn Phúc Long, mấy bạn nói là có điểm cộng đó. Bữa hổm là Huy có điểm cộng rồi đó. Bài trước là con hình như con được 8 điểm không Huy? Dạ, cô cho thì... con 9 điểm đi. Rồi nữa cô cộng 1 vô là cô sửa lại sổ là 9 điểm nha. Rồi cô chào tạm biệt mấy con, chúc mấy con có sức khỏe tốt để học online lâu dài nha. Bye cô. Bye cô. Bye teacher. Chào cô.